Chuyện đời thật khó đoán, mấy ngày trước còn chạy trốn khắp nơi, bây giờ lại được nằm đây ngắm sao. Không biết khi nào mới trở về Trung Nguyên nữa. Vẫn chưa tới đảo Vô Ngã mà đã muốn quay trở về rồi sao? Không lẽ suốt đời sống ở đây hay sao? Như vậy có gì không tốt, mình cũng lớn lên tại đó đó. Cảnh vật ở trên đảo vừa đẹp vừa vắng vẻ, còn ở Trung Nguyên lại lắm người gian trá. Gian trá? Có ai gian trá bằng Tư Mã Tung Hoành đâu, làm toàn chuyện xấu. Cô có xem được số mạng của hắn ra sao hay không? Có quả lại tới người thân hay không vậy? Phong! Phong à! Lại đây! Gì đó? Quýnh nhìn kìa! Chúng ta sắp tới rồi! Đảo Vô Ngã? Hoàn cảnh cũng rất khá, phong cảnh cũng rất đẹp. À, phải rồi, Quýnh đừng có qua chỗ Hồng Chấn Thúc đó. Đừng có qua chỗ Hồng Chấn Thúc đó cả trăm lần rồi. Nghe rồi, dư hơi quá đi. Tại sao không có ai hết? Quýnh cứ ở đây, để mụi lên coi. Cẩn thận đó. Trời, nè. Chạy mau dữ vậy. Sao mà lâu quá vậy? Bộ lạc đường hay sao? Không lẽ vui mừng quá nên bỏ quên mình luôn? Đừng có sợ, ta tới đây. Ủa, đâu rồi? Cái đồ xấu xí. Đồ xấu xí. Thả quỷ ra. Tay ghê quá. Có rắn độc, có rắn độc kìa. Mụi sợ quá Phong ca. Cứu tôi nha. Trời ơi, nhìn hắn sợ kìa. Phong ca, mụi sợ rắn lắm. Phong ca, Tử Bình, ông đừng có sợ. Đáng nhiều quá vậy, có phải là người hay không vậy? Xuống đây. Mau thả chúng tôi xuống đi. Sao mẹ đừng nói là ta không cho hai người con đường sống. Nè, một tên xuống nuôi rắn thì ta sẽ tha cho tên còn lại. Hả? Các người thấy sao? Tử Bình à, mang cho Quynh xuống đi. Tử Bình, đừng có đông đưa nữa mà. Quynh từng nói tâm nguyện của Quynh là về Trung Nguyên mà, đâu thể nào chết tại đây chứ. Chúng ta từng nói sống chết của nhau mà. Quynh là đại trượng phu, cho Quynh cơ hội bảo vệ muội đi Tử Bình. Nè, có phải năm vinh nhà nữ nhân trước khi chết đều nói vậy hay không vậy hả? Ta hỏi ai đây? Đứng bên nè, mùi bảo trọng. Phong à, Phong, Quynh tỉnh lại đi, sao rồi hả? Phong. Vậy mà cũng không chết. À, trời ơi, chúng tôi chỉ đùa chút thôi mà, làm gì khẩn trương quá trời quá đất vậy? Phải đó, Phong à, xin lỗi Quynh, họ kêu mụi chọc Quynh thôi.
Cái gì vậy? Rắn đâu rồi? Ngươi đừng có sợ. Mấy con rắn đó là do chúng tôi nuôi, là lương thực của chúng tôi, nên của nó không hề có độc đâu. Trời ơi, chúng ta là người một nhà cả. Ta là lão Dư. À, nè, đây là lão Trình, lão Đại, lão Ha. Tử Bình á, là điệt nữ của chúng ta. À, chúng ta gọi nó là lão Tử. Phải đó, mới là lão Tử đó. Nè, họ đều là các cao thủ võ lâm đã bị Tư Mã Tung Hoành truy sát và chạy tới đây. Không sai, cha của lão Tử xem quẻ nói rằng hôm nay sẽ có một cậu thanh niên lên đảo, cho nên muốn thử người có tốt với lão Tử không. Phải vậy là lão Tử tìm được lão quân như ý rồi. Người phải đối xử tốt với lão Tử nghe chưa ha. Ta với Tư Mình chỉ là huynh đệ, huynh đệ gặp nạn, người làm đại ca phải đứng ra đỡ cho cô ấy chứ. Hả? Gì? Huynh đệ hả? Phải mà. À Phong ca, để mỗi đứa huynh đi gặp một người. Đi mau lên đi. 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 Con bé này nó động lòng rồi.